Kính thưa bạn giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến, em tên là Trần Phạm Tường Khanh, học sinh lớp 5K trường tiểu học Nguyễn Du, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trong rất nhiều quyển sách mà Khanh đã được đọc, thì Khanh thích nhất là quyển sách Chiếc Khay Vàng của nhà xuất bản Dân Trí, xuất bản năm 2010. Để hôm nay đến với học thi Nguyên Cảm Hứng Từ Sách năm 2022, Tường Khanh xin gửi đến quý thầy cô và các bạn quyển sách này. Vậy quyển sách Chiếc Khay Vàng có những điều gì thú vị? Mời thầy cô và các bạn cùng Tường Khanh vào nội dung câu chuyện nhé. Ngày xưa có hai nhà buồn sống ở thị trấn Sediwata. Một người trẻ tuổi, đẹp người, đẹp nết, lại tốt bụng, thật thà. Còn người kia tên là Sediwa, tính tình tham lam, vô lợi. Một ngày kia, Sediwa đánh một chiếc xe bò hàng đi bán tại một làng nọ. Hắn rao: nào, ai có muốn mua đồ dùng tốt, đồ trang sức đẹp thì xin mời đến chọn mua. Hoặc mang đồ cũ, cái đổi đồ mới nào. Nhanh chân lên. Lúc đó có hai bà cháu nghèo sống trong một ngôi nhà nhỏ. Cháu gái nghe thấy tiếng đào mới bảo bà: bà ơi, cháu muốn có một cái vòng xuyến đẹp bà ạ. À, người bà nghe vậy mới nói: nhà mình nghèo lắm, bà không có tiền để mua cho cháu đâu. Cháu gái vội nay nghĩ: à, nhà mình có một cái khay cũ, bà hãy mang đi đổi lấy vòng xuyến bà nhé. Nghe vậy, bà liền mang cái khay cũ đến xin gã nhà buôn xe đi qua đổi cho một cái vòng xuyến. Khi cầm cái khay trên tay, gã nhà buôn sáng mắt lên vì nhận ra chiếc khay đó được làm bằng vàng. Gã nhà buôn gian xảo mới nghĩ ra kế để có được cái khay mà không mất gì. Hắn nói: này bà, cái khay cũ này chẳng có giá trị gì cả, không ai nhận đổi cho bà đâu. Nói xong, hắn vứt cái khay xuống đất và đi, vờ như không thèm để ý đến. Ba ngày sau, anh nhà buôn trẻ cũng đến ngôi làng nọ bán hàng. Anh rao: ai có muốn mua đồ dùng rẻ, đồ trang sức đẹp thì xin mời đến chọn mua. Hoặc mang đồ cũ, đến đổi đồ mới nào. Anh dừng lại bán hàng tại nhiều nơi. Cuối cùng, anh cũng đến nhà hai bà cháu nọ. Cháu gái lại xin ba mang khay đi đổi lấy vòng xuyến. Bà nói: cái tên nhà buồn hôm trước đã ném cái khay không giá trị của mình xuống đất, cháu vẫn chưa chừa à, mà hôm nay lại muốn đem đi đổi. Cháu gái nói: Nhưng bà ơi, anh nhà buồn này nói năng dễ nghe, có vẻ như rất lịch sự, nhẹ nhàng. Đi đầu anh ấy là nhận đổi cho mình bà ạ. Bà nghe lời này nỉ của cháu mãi, đành mang khay ra gặp anh nhà buôn trẻ. Anh nhà buôn đưa khay lên nhìn một lúc rồi bảo bà ơi, cháu không nhận cái khay này được đâu, vì nó được làm bằng vàng thật bà ạ. Giá trị lớn lắm, cả xe hàng của cháu cũng không bằng cái khay này đâu. Nghe vậy, bà mới kể chuyện tên nhà buôn xế đi qua và nói với anh nhà buôn trẻ rằng: bà sẽ cho cháu cái khay này, còn cháu muốn đổi cho bà cái gì thì tùy cháu. Anh nhà buôn trẻ thật thà mới đổi cho bà cả xe hàng mà anh có. Sau đó anh cũng chào tạm biệt và ra về. Cùng lúc đó, theo như mưu kế đã tính sẵn, gã nhà buôn xế đi qua trở lại nhà hai bà cháu một lần nữa. Hắn giả vờ bảo bà là: này bà, tôi về nghĩ đi nghĩ lại, thầy thường cháu gái bà quá, nên tôi quay lại đây là để nhận đổi cái khay cũ cho bà, và sẽ cho cháu bà một cái vòng xuyến thật đẹp nhé. Bà già nghe thế liền quát lên: tên nhà buồn tham lam, lừa đảo dối trá, người lừa ta là cái khay không có giá trị gì, ta đã cho anh nhà buôn trẻ đó rồi, bây giờ thì cút đi cho khuất mắt ta. Gã nhà buôn xe đi qua vừa thấy tiếc vừa tức tối, ngay lập tức hắn chạy đến bến thuyền tìm anh nhà buôn trẻ. Khi chạy ra đến bến thì gã xe đi qua nhìn thấy anh nhà buôn trẻ đang cầm chiếc khay vàng đứng cho
hai chiếc thuyền vừa rơi bờ. Trời ơi, mình mà chọn cái vòng xuyến ngay từ đầu thì đã phải có được cái khay vô giá kia không? Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn và tiếc nuối. Các bạn ơi, quyển sách Chiếc Khay Vàng có phải rất hay và thú vị đúng không? Tường Khanh rất thích quyển sách này. Qua câu chuyện này, Tường Khanh rất đề cao tầm quan trọng của lòng trung thực. Vì nếu mất nó, các bạn sẽ đánh mất đi niềm tin của tất cả mọi người. Câu chuyện này đã làm thay đổi bản thân Khanh rất nhiều. Khanh đã bị yêu thương, giúp đỡ bạn bè, luôn là một tấm gương sáng cho các em nhỏ noi theo. Mong các em sau này cũng sẽ nhận được sự yêu thương và lòng tôn trọng của mọi người. Phần dự thi của Tường Khanh đến đây là kết thúc rồi. Chúc ban giám khảo dồi dào sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Em xin trân trọng kính chào.